Em ơi, giữa vô vàn nhá, bạt ngàn cây nhá. Đây chị chọn cho em ba cây này. Cực kỳ đẹp luôn. Ưng cây nào thì chị gửi chính xác cây đấy cho. Cây 1, cây 2, cây 3. Đây chị phân tích cho từng cây luôn. Thứ nhất là những cái cây kia, ví dụ như là đấy, cái mầm ở dưới nó không được đẹp chẳng hạn thế. Còn đây ba cây này là chị đã lựa chọn được rồi. Cây đầu tiên ấy thì là đó xanh thân thì thẳng, lá thì như kia. Cây thứ hai thì nó cũng mà mầm lộc của nó nhiều hơn đấy. Đấy. Cây thứ ba thì như này. Đấy. Gọi là vận chuyển đi xa tận Côn Đảo à. Nên là mà chị cũng chưa được đến đấy bao giờ, nên là chị cũng mong muốn là chưa được đặt chân đến thì mình cũng mang cái sản phẩm của mình đến một cái vùng đất rất anh hùng, hào hùng như thế. Nên là chị chọn ba cái cây này. Ưng cây nào thì để chị gửi chính xác cây đấy cho em. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua phát tài núi á thì vui lòng alo nhá, 0977973535 ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.